Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 43. Bạch Kính Đình gọi người sắp xếp chỗ ở, muốn chiêu đãi Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, thuận tiện bàn bạc việc chuyển nhượng cổ phần và chuyện hợp tác sau này. Hiện tại Lý Dục Thần không hề có tâm trạng, liền nói, như này đi, Mộng Đình ở lại bàn bạc chuyện về cổ phần. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, hoàn toàn có thể đại diện cho tôi, ý kiến của cô ấy chính là ý kiến của tôi. Anh muốn đi giết Đạm Đài Ngọc, bắt ảnh ma, dẫn theo Lâm Mộng Đình cũng không tiện lắm, đây là biện pháp đẹp cả đôi đàng. Sau khi quyết định, anh hỏi phương hướng cụ thể của hai điểm dừng chân tại núi Bách Hoa và Long Môn Thiên Quan của Đạm Đài Ngọc, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Minh Hạc lên tiếng, bố, để con và cậu Lý cùng đi đi. Con muốn tự tay giết chết Đạm Đài Ngọc, trả thù cho bối. Tiêu Sinh nói, đến cả bố còn suýt chút nữa mất mạng, con đi thì làm được cái gì? Mặt già của Tiêu Minh Hạc đỏ bừng con, vậy con làm trợ thủ cho cậu Lý, kiểu gì cũng có chút tác dụng. Tiêu Sinh trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói, Đạm Đài Ngọc không đáng sợ, ma công của ông ta lợi hại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Người này sợ lửa, các cậu có thể mang nhiều phích lịch hỏa một chút, phá âm công của người này. Ngoài ra, trên tay ông ta có một lá cờ, có thể phóng ra oan hồn, tôi dùng võ hồn chống đỡ thì miễn cưỡng vẫn đỡ được. Thứ tôi lo lắng là cái bóng kia. Ông ta nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. Từ khi Lý Dục Thần chỉ ra lối đi cho ông ta, Tiêu Sinh không hề hoài nghi cảnh giới của Lý Dục Thần. Nhưng cảnh giới là cảnh giới, thực chiến là thực chiến. Thấy anh còn trẻ như vậy, Tiêu Sinh vẫn hơi lo lắng, sợ anh sơ sẩy trong tình huống cấp bách. Cũng được, Minh Hạc con đi cùng cậu Lý đi, làm trợ thủ. Nhớ kỹ, đừng có tích mệnh. Tiêu Minh Hạc tất nhiên nghe hiểu lời ngầm, đáp, bố yên tâm đi, con đi theo cậu Lý chắc chắn sẽ làm đầu mâu tấn công, làm lá chắn cản lại, không tiếc mạng sống, nhất định giúp cậu Lý làm thịt ma đầu kia. Lý Dục Thần vốn không muốn để ai đi theo, nhưng bố con nhà họ Tiêu đã nói đến nước này. Anh còn từ chối cũng không quá tốt. Lúc này, anh chợt nghe thấy Bạch Phương Hưng nói, Đạm Đài Ngọc là ma tu, còn có một cái bóng không rõ lai lịch. Cậu Lý, mặc dù y thuật của cậu rất cao siêu, còn là tông sư trẻ tuổi nhất hiện tại của Nam Giang, nhưng cậu vẫn chưa biết chỗ kỳ dị của thế giới huyền môn. Đối phó với ma đạo, những tông sư như cậu cộng lại còn không có tác dụng bằng Trường Xuân Đạo Pháp. Hay là để tôi cùng đi với cậu? Tiêu Minh Hạc nghe mà hơi phật lòng. Đang muốn phản bác, Tiêu Sinh chợt mở miệng, Trường Xuân Đạo Pháp vô cùng huyền bí, có đạo trưởng Bạch giúp đỡ tất nhiên là tốt hơn. Tiêu Sinh là tông sư tiên thiên đại thành võ hồn, bắt đầu võ lâm, ngay cả Vương Sùng Tiên đều vô cùng tôn sùng ông ta. Được Tiêu Sinh tán thưởng, Bạch Phương Hưng bỗng cảm thấy mặt mũi vẻ vang, sinh ra cảm giác hãnh diện. Lý Dục Thần bất giác lắc đầu, lại thêm một cái đuôi. Anh không có thiện cảm với Bạch Phương Hưng. Có điều hiện tại ông ta đang chủ trì Bạch Vân Quan, còn cần ông ta dẫn đến nơi bế quan của Vương Sùng Tiên, anh ít nhiều vẫn cho ông ta chút mặt mũi. Lúc này, ông chủ hầu đột nhiên nhút nhát giơ tay lên tôi. Tôi cũng muốn đi, mọi người lúc này mới nhớ tới còn có một công chứng viên đang đứng đó. Bạch Quân Đường tức giận nói, ông hóng hớt cái gì? Hôm nay ông đã ra đủ nổi bật, đủ để ông đi khoác lác cả đời, còn chưa đủ nghiền. Nhìn họ của những người trong phòng này đi, Tiêu, Lý, Bạch, lại nhìn xem ông họ gì. Có phải là muốn phí công chứng không? Quay đầu tôi sẽ cho chuyển cho ông 200 ngàn, mau cút cho tôi. Mặt ông chủ hầu đỏ bừng, ông ta cũng không biết tại sao mình sẽ lấy dũng khí nói ra câu này, nhưng chính là ma xui quỷ khiến nói ra, giống như lúc ông ta quyết tâm đứng bên phía Lý Dục Thần ở cửa Bách Thảo Đường, đánh cược cuộc đời. Ông Bạch, tôi biết tôi họ gì. Tôi cũng không cần phí công chứng gì cả, ông chủ hầu đáp, tôi khá quen thuộc với khu vực Long Môn Thiên Quan và ba sườn núi hoang dã kia, nơi đó có rất nhiều miếu hoang và mộ cổ, tôi đã đi qua rồi. Có lẽ tôi có thể giúp mọi người chỉ đường. Lý Dục Thần đột nhiên cảm thấy ông chủ hầu hơi thú vị, mặc dù có mưu đồ, nhưng đích xác có gan. Ở thủ đô, anh không có người thân, không có bạn cũ, muốn xây dựng lại nhà họ Lý cũng cần mấy người tâm phúc. Người ở bên phía thành phố Hòa tạm thời không điều động được, ông chủ hầu này là người có thể dùng được. Dù sao thì cũng đã có hai cái đuôi vướng víu, nhiều thêm một cái nữa chẳng sao. Mặt khác, anh đang nghĩ đến một vấn đề, tại sao Đạm Đài Ngọc lại chọn miếu hoang tại Long Môn Thiên Quan làm điểm dừng chân? Nghe ông chủ hầu nói nơi đó có rất nhiều mộ cổ, anh dường như nghĩ đến điều gì đó.
Nếu Đạm Đài Ngọc đang tìm kiếm gì đó, hoặc nơi đó vẫn luôn là cứ điểm bí mật của ông ta, vậy nó chưa chắc chỉ là một tòa miếu hoang. Mặt đất xung quanh loang lổ vết máu, trong góc chất đống rất nhiều xương trắng. Một người áo đen đi từ bên ngoài tới, trên thân khiêng một cái bao tải to, trong báo có thứ gì đó đang động đậy. Người kia ném bao tải xuống đất, mở ra. Bên trong tải chứa hai cô gái trẻ tuổi, ầm hơn 20 tuổi, dáng vẻ xinh xắn, nhưng trong mắt bọn họ tràn ngập hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Người áo đen điểm nhẹ hai lần trên người các cô. Hai cô gái ưm a ra tiếng, trong cổ họng có thể phát ra âm thanh, bọn họ lập tức kêu to cứu với. Cứu tôi với. Người áo đen cười hì hì nhìn các cô, dường như đang thưởng thức một bức tranh. Kêu to lên, kêu to nữa lên, tôi rất thích nghe âm thanh của các cô, vừa nghe liền khiến người ta hưng phấn, ha ha han. Cô gái vô cùng sợ hãi, một người trong đó cầu xin ông, thả chúng tôi ra đi. Một người khác nói, trong nhà tôi có tiền, ông thả chúng tôi ra đi, tôi bảo bố mẹ tôi cho ông tiền. Người áo đen không nói lời nào, quay người đi đến trước con nai trên mặt đất. Người đó ngồi xổm xuống, dùng hai cánh tay mạnh mẽ vặn đầu con nai xuống. Máu tươi phun ra, bắn tung tóe khắp người áo đen. Nhưng người kia dường như rất hưng phấn, chôn đầu xuống cần cổ gãy lìa của con nai, hút máu. Cảnh tượng này khiến hai cô gái cực kỳ sợ hãi, ngay cả cứu mạng cũng không dám hô nữa. Sau một lúc lâu, người áo đen ngẩng đầu lên, thỏa mãn ở một tiếng, như thể một con sâu rượu được uống no rượu. Người áo đen quay đầu lại, nở nụ cười với hai cô gái. Khuôn mặt người kia đầy máu me, trông chẳng khác gì quỷ đói. Mà cơ thể con nai trong tay người đó đã bị hút sống, chỉ còn có một tấm da, bao vây lấy bộ xương. Hai cô gái bị dọa đến run lẩy bẩy. Các cô hối hận vô cùng, họ không nên rời khỏi tuyến đường du lịch, đi về phía núi sâu không người. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Người áo đen vứt con nai xuống, quay người đi về phía các cô. À, mặc dù máu thú vật đủ uống, nhưng tiếc rằng vẫn không ngon bằng máu người, huống hồ là máu gái sinh. Người áo đen ôm cô gái cười nói, cô ngoan như vậy, tôi có thể chia một ít cho cô ăn, máu người uống rất ngon, ha ha ha. Thân thể cô gái run lên, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui nói, đại vương, không phải vừa rồi ngài mới uống máu nai sao, không bằng. Giữ lại cô ta ngày mai ăn, tôi hầu hạ đại vương sung sướng một hồi trước đã. Cô ta duỗi tay vuốt ve trên thân người áo đen, nỗ lực câu dẫn ra hứng thú của người áo đen. Được, vậy chúng ta vui vẻ đã, vui vẻ xong lại ăn thịt người, uống máu người. Người áo đen vung tay lên, quần áo trên người cô gái liền hóa thành mảnh vỡ, bay tán loạn đầy trời như lá rụng. Người kia nghiêng người, đặt cô gái dưới thân mình. Cô gái cố gắng tiếp nhận, đầu nghiêng về một bên, chớp mắt ra hiệu cho bạn mình, ý bảo cô ta chạy mau. Đáng tiếc bạn của cô nàng dường như không hiểu được ý của cô ta, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, biểu cảm trên mặt chuyển từ đau buồn đến tuyệt vọng, từ tuyệt vọng đến căm hận, chậm rãi cả khuôn mặt cô ta dần trở nên vặn vẹo, cả người run rẩy. Cô ta chậm rãi đứng lên, cởi ra quần áo của mình, bước những bước chân vừa ngượng nghịu vừa quyến rũ, đi về phía người áo đen. Đại vương, ngài xem đi, có phải thân hình của tôi tốt hơn cô ta nhiều không? Người áo đen quay đầu. Trông thấy cô gái vặn vẹo thân thể mình thì hơi sững sờ, tiếp đó cười lớn đứng dậy, ôm lấy cô ta. Đúng, không tệ, điện nước trên người cô quả nhiên nhiều hơn cô nàng này một chút, tôi rất thích dáng vẻ ghen tuông của các cô. Để cho tôi nhìn xem kỹ năng của cô thế nào. Chỉ cần ông không ăn tôi, ngày ngày tôi đều sẽ đổi trò mới, nhất định khiến ông hài lòng. Không ăn cô, vậy ăn cô ta đi, có muốn ăn chung không? Trong mắt cô ta đột nhiên bắn ra cảm xúc ghen hận, cắn răng nói, được. Cô gái nằm dưới đất khiếp sợ nhìn cô ta, nước mắt không nhịn được mà lần nữa dâng lên. Người áo đen cười ha ha, đột nhiên bắt lấy cô gái dưới đất, lập tức vặn cổ, ném xuống bên người một cô gái khác, đến đây, uống chút đi. Tươi đấy. Cô gái hoảng sợ, run rẩy, ép người xuống, ghé xuống cổ của người bạn kia, hút. Ha 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 ha. Tiếng cười của người áo đen xuyên thấu qua cửa sổ tàn phá của tòa miếu cổ, quanh quẩn trong núi rừng, như tiếng của ma quỷ. Giờ chết đã đến gần mà vẫn còn có tâm tình phóng túng. Cửa miếu truyền tới tiếng nói, bồng bềnh thấm thoát, như gần như xa. Người áo đen đột nhiên quay người, quát hỏi, ai?
Ánh sáng rọi vào cửa miếu xuất hiện một cái bóng, kéo thật dài, bóng người đến cuối vẫn không có thật thể. Trông thấy cái bóng, người áo đen cung kính hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Dục Thần, sắc mặt Đạm Đài Ngọc thay đổi, chẳng phải anh ta ở Kim Lăng sao, không phải ông đã bảy bẫy dập rồi sao, thế nào mà lại chạy tới thủ đô? Tôi cũng không nghĩ tới, anh ta tới thủ đô nhanh như vậy, cái bóng nói, hắn rất nhanh thôi anh ta sẽ tìm đến nơi này. Anh ta là người lịch kiếp, ông không phải là đối thủ của anh ta. Vậy phải làm sao giờ? Không thể ở lại căn miếu hoang này nữa, trốn vào trong mộ cổ đi, chờ lấy được đồ rồi thì lập tức rời đi. Được, Đạm Đài Ngọc đáp lời, quay người tóm lấy cô gái trần truồng. Không thể mang theo cô ta, cái bóng nói. Cái gì, Đạm Đài Ngọc đáp, để tôi đợi trong mộ cổ, không có trò chơi, tôi sẽ phiền muộn chết mất. Không được, giọng điệu của cái bóng vô cùng kiên quyết, không hề có chỗ thương lượng. Trên mặt đất, cái bóng bỗng lan ra ngoài, đến khi bóng đen bao trùm qua thân thể con nai, chú nai ra bọc xương kia liền hóa thành một bãi nước đen. Cái bóng nhanh chóng lan tràn qua thi thể của cô gái đã chết. Cô gái còn lại hoảng sợ nhìn bạn của mình bị bóng tối cắn nuốt, như được trùm lên một lớp vải phủ xác chết màu đen, rồi nhanh chóng trải băng trên mặt đất, biến mất trong nước thối màu đen. A! À, cô ta sợ hãi kêu lên, chạy trốn, nhưng mới chỉ chạy được hai bước đã bị bóng đen đuổi kịp, hai chân sa vào đó như lâm vào vũng bùn, không rút ra được. Cô ta trơ mắt nhìn chân của mình biến mất từng chút một. Sau đó là đùi. Thân thể cô ta chậm rãi chìm xuống, nhanh chóng chìm đến eo, ngực, sau đó là... Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức biến mất, cô ta trông thấy hàm răng của mình lơ lửng trong dòng nước đen tuôn chảy. Đạm Đài Ngọc nhìn cô gái đã biến mất, liên tục dậm chân, ấy, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, vất vả lắm tôi mới bắt được hai cô nàng vừa đẹp mắt vừa biết chơi. Thật sự nghiêm trọng như vậy, nhất định phải làm thế sao? Màu đen nhanh chóng biến mất, tòa miếu hoang lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cái bóng dần đi rộng về phía cửa, chậm rãi phai nhạt đi, nhanh chóng biến mất ngoài cửa miếu. Đạm Đài Ngọc nhìn thoáng qua miếu hoang trống rỗng, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, xách quần lên, hung hăng dậm chân rồi bước ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong núi rừng. Chỉ để lại mùi máu tươi thoang thoảng bay theo gió núi. Bởi vì mang theo ba người, Lý Dục Thần không ngự kiếm bay lên trời. Cũng may từ thủ đô đến Long Môn Thiên Quan không quá xa, lái xe không bao lâu đã đến. Chậm rãi vào đường núi, tòa miếu cổ bỏ hoang kia không ở trên tuyến đường du lịch, không dễ tìm cho lắm. Tiêu Minh Hạc là tông sư, Bạch Phương Hưng biết pháp thuật, hai người đi đường tất nhiên là nhanh chóng, nhưng ông chủ hầu là người bình thường, leo núi. Khá mệt mỏi. Theo ý của Bạch Phương Hưng, vốn không nên dẫn ông ta theo, đến thắng cảnh Long Môn Thiên Quan là quang ông ta. Nhưng Lý Dục Thần không đồng ý, đã đồng ý cho ông ta đi cùng thì không thể bỏ dở giữa chừng. Đối với Lý Dục Thần mà nói, mang ông chủ hầu hay mang Bạch Phương Hưng, hoặc mang thêm một tông sư cũng chẳng có gì khác nhau. Thật sự gặp gỡ cao thủ đánh nhau, không một ai có tác dụng. Mà ông chủ hầu quen thuộc địa hình địa mạo nơi này, so tác dụng, khả năng còn lớn hơn hai người kia chút. Dựa theo phương hướng và lối đi Tiêu Sinh cho, bọn họ nhanh chóng tìm được tòa miếu hoang kia. Chỉ là trong miếu đổ nát không có thứ gì. Ông Tiêu sẽ không chỉ sai đường chứ, Bạch Phương Hưng nhìn tòa miếu trống không nói. Sẽ không, bố tôi sẽ không sai, Tiêu Minh Hạc kiên định tin tưởng bố mình. Nếu như có người ở chỗ này nhóm lửa, đi ngủ, ăn gì đó, đều sẽ để lại dấu vết, nơi này thoạt nhìn đã thật lâu không có ai đặt chân. Không cần phải cãi nhau nữa, chúng ta đã đến đúng chỗ rồi, chắc chắn Đạm Đài Ngọc đã từng ở đây. Ông chủ hầu cũng bắt trước Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, quệt ngón tay xuống đất một cái rồi đưa lên mũi người thử. Đây là, mùi gì vậy? Lẫn bên trong mùi đất ướt có đôi chút mùi tanh thoang thoang khiến ông chủ hầu cảm thấy buồn nôn, dịch dạ dày cuồn cuộn trào lên thực quản, xót hết cả cổ họng. Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc cũng tò mò ngồi xổm xuống ngửi. Máu ư, Tiêu Minh Hạc cả kinh thốt lên. Máu người, Bạch Phương Hưng bổ sung, hàng mày trao lại. Sao mùi máu người mà lại như thế này, Tiêu Minh Hạc ngạc nhiên hỏi. Có lẽ máu người thấm vào đất vẫn còn mới nhưng vì đã bị công pháp ma đạo ô nhiễm nên mùi mới trở nên kỳ lạ. Chắc chắn là ma đầu kia đã luyện ma công gì đó ở đây, Bạch Phương Hưng nói. Lý Dục Thần nhìn Bạch Phương Hưng một cái,
Tay đạo sĩ Bạch Vân Quan này quả là cũng có chút đạo hạnh, chẳng trách sau khi Kim Tam Mộc đi, ông ta lại được làm giám viện. Nhân lúc ma đầu kia còn chưa quay lại đây, hay là chúng ta mai phục, ôm cây đợi thỏ được không? Tiêu Minh Hạc hỏi. Lý Dục Thần lắc đầu, không cần, chắc chắn là người này đã chuồn rồi, ngay cả dấu vết cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, nếu không phải chúng ta tới sớm thì e là mùi máu cũng đã không còn nữa rồi. Máu thấm vào đất, mùi sẽ được lưu lại rất lâu. Hơn nữa, ma khí mà công pháp ma đạo lưu lại còn gây ra ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, dù mấy chục năm cũng chưa chắc đã hết mùi, Bạch Phương Hưng nói cực kỳ tự tin, chàng trai trẻ à, đúng là về mặt y thuật thì cậu giỏi hơn tôi nhưng về mặt kinh nghiệm tu hành thì tôi tu đạo lâu hơn cậu 60 năm, bàn về đạo thuật, cậu vẫn còn kém xa lắm. Lý Dục Thần chẳng muốn giải thích với ông ta, tiếp tục đi loanh quanh trong ngôi miếu đổ nát. Thấy anh không nói gì, Bạch Phương Hưng có cảm giác mình đã vãn hồi được một chút thể diện sau khi thua cược ở Bách Thảo Đường, vốn còn định trào phúng thêm đôi câu nhưng lại sợ rằng như vậy sẽ mất đẳng cấp của bậc cao nhân nên chỉ vuốt râu, mỉm cười. Lý Dục Thần đi một vòng xong hỏi, các ông nghĩ tại sao Đạm Đài Ngọc lại chọn chỗ này làm nơi dừng chân? Ông ta có biệt thự ở núi Bách Hoa, có lẽ ở thủ đô cũng có nhà để ở, nếu như là để trốn tránh việc truy vết thì đáng lẽ ra nên trốn tới nơi đông người, như vậy sẽ dễ ẩn náu hơn. Có lẽ là vì luyện công, chẳng phải đạo trưởng Bạch vừa mới nói là Đạm Đài Ngọc luyện ma công ở đây làm đất bị ô nhiễm đó sao? Tiêu Minh Hạc nói xong lại ngồi xổm xuống về một ít đất đưa lên mũi người. Sau đó, ông ta chợt giật mình thốt lên, ô, sao cái mùi đó? Lại biến mất rồi. Ông ta sợ mình vê đất sai chỗ nên lại chuyển sang chỗ khác, quệt đất đưa lên mũi hít ngửi, không có thật. Bạch Phương Hưng không tin, ông ta cũng ngồi xổm xuống hít ngửi mặt đất, sau đó kinh ngạc ra mặt, sao lại như vậy được? Ông ta nhớ tới lời Lý Dục Thần vừa nói rồi lại nhớ tới vừa rồi mình phản bác lời anh xong còn định giễu cợt anh, lập tức thấy xấu hổ. Lý Dục Thần cười, không chào phúng trả đũa lại mà nói, cả linh khí lẫn âm khí ở nơi này đều không đổi rào, còn không nhiều bằng ở ngôi biệt thự trên núi Bách Hoa. Cho nên lý do này không hợp lý, chắc chắn ông ta không tới đây để luyện công. Ông chủ hầu đột nhiên nói, liệu có khi nào đây chỉ là chỗ nghỉ chân tạm thời của Đạm Đài Ngọc, còn chỗ ông ta thực sự tới là một nơi khác gần đây không? Một nơi khác gần đây, vậy thì sao còn cần tới chỗ nghỉ chân tạm thời này làm gì? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện hay sao? Có lẽ là chỗ đó không thích hợp cho người ở nhưng ông ta lại không thể không tới đó làm một số chuyện, chẳng hạn như. Chẳng hạn như gì, trộm mộ. Xem ra lần này dẫn ông chủ hầu theo là một quyết định chính xác. Nếu không nhờ có ông ta thì Lý Dục Thần không đời nào lại móc nối được chuyện này với chuyện trộm mộ, cùng lắm là dựa vào tốc độ phi kiếm và thần thức để lục soát khu vực dốc dã tam một lượt mà thôi. Có điều. Diện tích khu vực dốc dã tam rất lớn, nó nằm liền kề với núi Thái Hành và Yên Sơn, nếu như không thể giới hạn phạm vi và phương hướng thì việc lục soát thực sự rất khó khăn. Hơn nữa, huyệt mộ dưới mặt đất thường được ẩn giấu rất sâu, hơi đất lạnh có thể ngăn cản thần thức, nếu như Đạm Đài Ngọc trốn trong một ngôi mộ lớn nào đó thì rất khó phát hiện ra. Ông chủ hầu vốn là người ít quan trọng nhất trong bốn người họ. Không chỉ Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc chê bai ông ta mà ngay chính ông ta cũng thấy mình thật dư thừa, đã từng hối hận vì nhất thời kích động đi theo tới đây. Sau khi ông ta phân tích ra rằng rất có khả năng Đạm Đài Ngọc đang trốn trong huyệt mộ dưới mặt đất, hơn nữa còn dẫn mọi người đi tìm, địa vị của ông ta lập tức cao hẳn lên, ngay cả Bạch Phương Hưng cũng khách sáo với ông ta nhiều hơn. Theo như những gì ông chủ hầu kể thì phạm vi ngôi mộ này rất lớn. Nếu bay lên cao quan sát thì sẽ thấy toàn bộ khu vực lòng đất được mấy đỉnh núi lân cận bao quanh đều có thể là mảnh đất Nhị Long Hí Châu mà thầy Phong Thủy nói. Đội trộm mộ của ông chủ hầu tốn tận mấy năm trời, sử dụng cả dụng cụ hiện đại, tiên tiến cũng không tìm ra được vị trí chính xác của ngôi mộ lớn nhưng đã phát hiện ra được vào huyệt mộ nhỏ, thu hoạch cũng tương đối khá. Sau khi những tên trộm mộ kia bị sa lưới ở nơi khác, ông chủ hầu sợ bị liên lụy nên mấy năm nay luôn cẩn thận đề phòng. Thậm chí ông ta còn thề rằng sau này sẽ không tiếp tục đi trộm mộ nữa, nghiêm túc làm nghề buôn đồ cổ ở Phan Gia Viên, làm một người làm ăn nghiêm chỉnh. Không ngờ hôm nay, ông ta lại quay trở lại con đường săn tìm kho báu. May mà hành tung của Đạm Đài Ngọc đã cung cấp manh mối cho bọn họ. Đạm Đài Ngọc lựa chọn nghỉ chân ở miếu hoang, chứng tỏ cửa ra vào huyệt mộ nhất định ở gần đây. Ông chủ hầu mở bản đồ vệ tinh trên điện thoại lên, lấy miếu hoang làm trung tâm. Khoanh một vòng tròn.
Có điều khu vực này vẫn còn rất rộng. Ông chủ hầu ngẩn người nhìn bản đồ. Lý Dục Thần nói, chẳng phải chúng ta có thể lần theo manh mối từ ngôi miếu này hay sao? Người xưa xây miếu chỉ có hai mục đích, hoặc là để tu hành, hoặc là để dâng hương. Nơi này không thuận tiện cho khách hành hương tới dâng hương, lại cũng không có linh khí để tu hành, vậy sao lại lập miếu ở đây? Ông chủ hầu TH lên một tiếng, vỗ đùi, tôi hiểu rồi. Những người khác đồ dồn lại nhìn về phía ông chủ hầu. Ông ta nói, có khi ngôi miếu này không phải là miếu, chẳng qua là vì trong miếu có tượng Phật nên chúng ta mới nghĩ nó là miếu. Tôi biết cách chỗ này không xa có một khe núi, trong khe núi có rất nhiều hang động khắc kinh Phật và tượng Phật, được người dân địa phương gọi là Thiên Phật Câu. Hồi xưa khi chúng tôi đi tìm huyệt mộ cũng đã từng đi qua Thiên Phật Câu không chỉ một lần. Giờ nhớ lại thì hình dáng của những pho tượng ở Thiên Phật Câu rất giống với pho tượng ở trong ngôi miếu đổ nát này. Ý ông là nơi này không phải là miếu thờ mà là chỗ nghỉ ngơi của những người thợ kiến tạo Thiên Phật Câu năm xưa à? Lý Dục Thần cảm thấy rất có lý. Nếu không thì hoàn toàn không thể giải thích nổi tại sao lại xây một ngôi miếu nhỏ lẻ loi trơ trọi ở đây. Ông chủ hầu gật đầu nói, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, không thể khẳng định chắc chắn được. Chắc là Thiên Phật Câu đã phát triển du lịch rồi phải không? Long Môn Thiên Quan có rất nhiều vách đá khắc tượng Phật bằng đá cũng rất phổ biến ở khu vực Sơn Tây và miền Bắc Hà Bắc. Sốc Giã Tam là vùng thường xuyên xảy ra giao tranh qua các thời đại nên Thiên Phật Câu đã bị chiến tranh tàn phá, hơn nữa nơi này lại hết sức vắng vẻ nên việc phát triển du lịch không mang lại nhiều giá trị, bởi vậy nên chính phủ mới không bỏ tiền bỏ của ra phát triển, chỉ có một con đường mòn nhỏ dẫn tới đó, có rất ít du khách ghé thăm. Có điều, ông chủ hầu suy tư một lát, cau mày nói, lúc trước chúng tôi cũng nghi ngờ Thiên Phật Câu có liên quan với ngôi mộ lớn dưới lòng đất nên đã tới đó nhiều lần, điều tra rất kỹ lưỡng mà không hề phát hiện ra lối đi hay cơ quan nào. Hơn nữa, theo như tôi được biết, khi người ta nghiên cứu việc quy hoạch phát triển dốc Giã Tam, các đoàn chuyên gia khảo cổ và chuyên gia văn hóa và du lịch đã tới đó xem thử rồi, nếu như có gì đó ở đấy thì chắc là họ phải thấy rồi chứ. Tiêu Minh Hạc cười nói, nếu như mà họ có thể phát hiện ra được thì làm gì có việc cho đám trộm mộ các ông nữa. Ông chủ hầu đỏ mặt, rất muốn giải thích rằng mình không đi trộm mộ mà chỉ là người thu mua đồ cổ mà thôi. Lý Dục Thần nói, đi thôi, chúng ta đi xem thử là biết ngay thôi. Từ sau khi trải qua lôi kiếp, Lý Dục Thần đã có pháp nhãn tiên thiên, thần thức mạnh hơn trước đây nhiều, vậy mà vẫn còn rất dễ bỏ qua. Nếu là người tu hành bình thường thì lại càng khó có khả năng phát hiện ra. Chẳng hạn như Bạch Phương Hưng hiện tại, mặc dù ông ta cũng đang sử dụng thần thức nhưng tu vi của ông ta còn thấp, thần thức yếu ớt, chỉ mạnh hơn trực giác võ giả của Tiêu Minh Hạc một chút mà thôi, cho nên ông ta hoàn toàn không hề phát hiện ra sự tồn tại của kết giới này. Sau khi phát hiện ra kết giới, Lý Dục Thần dừng lại, dùng thần thức để tìm kiếm vị trí mở khóa kết giới. Với những kết giới kiểu này, muốn phá vỡ nó bằng pháp lực e là rất khó, trừ phi dùng điệu múa thiên ma khơi dậy kiếm khí của kiếm huyền minh trẻ đôi ngọn núi. Nhưng nếu làm vậy thì e là không chỉ phá hủy kết giới mà còn làm ảnh hưởng tới long mạch thái hành. Lý Dục Thần còn đang tìm kiếm thì chợt nghe ông chủ hầu kinh ngạc la lên, mọi người mau lại đây xem này. Ông ta trèo qua một đống đá vụn, chạy tới chỗ một hang đá, bên trong hang đá tương đối lớn này có mấy pho tượng không đầu năm ngã trái ngã phải. Chỉ có một pho tượng là vẫn còn hoàn chỉnh, ngồi ngay ngắn. Ông chủ hầu chỉ tay vào pho tượng Phật nguyên vẹn này, kích động nói, đầu của pho tượng Phật này. Đầu của pho tượng Phật này, chính là của pho tượng trong ngôi miếu đổ nát. Tôi nhớ rất rõ, lần trước khi tôi tới đây, các pho tượng Phật bên trong hang đá này đều không có đầu. Đầu pho tượng Phật này giống hệt của pho tượng trong miếu, rõ ràng là có người đã mang nó từ miếu tới đây. Mọi người giật mình, chạy lại xem. Lý Dục Thần dùng thần thức kiểm tra, lập tức xác định đây chính là chìa khóa mở kết giới. Anh đã sớm phát hiện ra những pho tượng ở Thiên Phật Câu không phải bày lung tung mà là được xếp thành một pháp trận. Vừa rồi anh còn lấy làm lạ, dường như giữa pháp trận và kết giới không hề có mối liên quan gì cả, còn tưởng là sau khi bị chiến tranh tàn phá, pháp trận đã bị mất đi tác dụng ban đầu. Giờ anh mới hiểu ra, hóa ra tượng đá Thiên Phật Câu chỉ là để che mắt mọi người, đánh lừa người ta. Mục đích là để che giấu chìa khóa mở kết giới thực sự này. Ông chủ hầu, hôm nay may mà có ông, đợi bắt được Đạm Đài Ngọc rồi, công đầu sẽ thuộc về ông. Lý Dục Thần nói xong đặt tay lên đầu tượng Phật, pháp lực tuôn ra từ lòng bàn tay,
ngấm vào trong đầu pho tượng, chảy theo những hoa văn đặc biệt ở bên trong. Ông chủ hầu được Lý Dục Thần khen ngợi, đang lúc đắc ý thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng làm ông ta suốt đời khó quên. Vách núi sừng sững trước mặt ông ta bỗng nhiên nứt ra một cái khe màu đen. Hơi lạnh đáng sợ cùng với mấy ảo ảnh hồn ma ở bên trong kéo theo tiếng gào thét thê lương phả vào mặt. Lý Dục Thần nhíu mày. Đương nhiên đám oán linh này không thể làm anh bị thương, anh chỉ cần dùng thần niệm là đám oán linh bổ nhào vào ông chủ hầu lập tức tiêu tan, không còn chút vết tích nào nữa. Ở trong lối đi dưới lòng đất cổ xưa thế này dẫu có xuất hiện sát khí của oán linh hay thậm chí là ma núi, lệ quỷ cũng là chuyện rất đỗi bình thường nhưng tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở cửa lối vào? Bình thường, bọn chúng đều phải ẩn náu ở chỗ âm khí mạnh nhất mới phải. Tiêu Minh Hạc và Bạch Phương Hưng đứng bên cạnh Lý Dục Thần cũng đều bị oán linh công kích. Tuy nhiên, Lý Dục Thần không giải quyết giúp bọn họ, bởi vì không cần thiết. Một người là tông sư, một người biết pháp thuật Trường Xuân, nếu như chút tà linh do sát khí, oán khí ngưng tụ ra đó mà cũng không tiêu diệt được thì không cần phải tiếp tục đi theo anh làm gì nữa. Tiêu Minh Hạc ra tay trước, chân khí hóa thành lưỡi đao chém vào không khí. Trong tay Bạch Phương Hưng xuất hiện một thanh đoản kiếm gỗ đào, ông ta phẩy tay một cái, kiếm khí bắn ra ngang dọc. Hai người thấy Lý Dục Thần đứng yên thì không biết là Lý Dục Thần chỉ cần dùng thần niệm là có thể diệt trừ oán tà, còn tưởng là anh cũng giống ông chủ hầu, bèn dùng kiếm khí, đao khí bảo vệ cho hai người họ. Sau khi oán linh tuôn ra từ trong khe nứt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Bạch Phương Hưng nhìn Lý Dục Thần một cái, nói, lần sau đừng vội vã khởi động cơ quan như vậy. Nếu không e là sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Nói xong, ông ta đi trước một bước, dẫn đầu mọi người đi vào trong lối vào của kết giới. Lý Dục Thần không nhịn được cười. Thực ra căn cốt và thiên phú tu hành của đạo trưởng Bạch đều rất tốt, dựa vào kiếm pháp mà ông ta vừa thể hiện thì tu vi của ông ta không hề thua kém Kim Tam Mộc, chẳng trách từ nhỏ đã được cụ chân nhân của Bạch Vân Quan ưng ý, nhận làm đệ tử. Tiếc là tâm tính của ông ta quá tệ. E là cũng chỉ tu hành được 60 năm là hết, khó có thể tiến bộ thêm được. Có điều ông ta cũng không phải là người xấu, chẳng qua tính tình hơi nóng nảy, bộc trực một chút, vì cho rằng anh cả Bạch Cảnh Thiên của ông ta bị nhà họ Lý hại chết nên ông ta mới gây khó dễ cho Lý Dục Thần. Sau đó, thông qua Tiêu Sinh, biết được chân tướng sự việc, mặc dù ông ta vẫn sĩ diện nhưng cũng đã có ý lấy lòng Lý Dục Thần. Tiêu Minh Hạc khen hay, đạo pháp Trường Xuân quả là kỳ diệu. Ông chủ hầu cũng khen không ngớt lời. Bạch Phương Hưng tỏ ra kiêu hãnh, hết sức hài lòng về thứ pháp thuật mà mình thi triển được. Không thể không nói, đây chính là sự khác biệt giữa đạo thuật và võ công. Bạch Phương Hưng tu đạo, Tiêu Minh Hạc tập võ, xét về thành tựu của hai người ở lĩnh vực của mỗi người thì đương nhiên là thành tựu của Tiêu Minh Hạc đã là tông. Sư cao hơn Bạch Phương Hưng. Nếu như hai người quyết một trận sinh tử thì chưa chắc Bạch Phương Hưng đã là đối thủ của Tiêu Minh Hạc. Nhưng ít ra nhìn bề ngoài thì đạo thuật có vẻ cao siêu hơn võ thuật. Hơn nữa, ứng dụng của đạo thuật đa dạng hơn, không như võ công chỉ có thể dùng để đánh nhau. Chẳng hạn như hiện tại, Bạch Phương Hưng có thể biến ra quả cầu lửa, còn thứ duy nhất trên người Tiêu Minh Hạc có thể dùng để chiếu sáng chỉ có chiếc điện thoại di động trong túi mà thôi. Bốn người đi sâu dần vào trong. Mới đầu, trông nơi này dường như chỉ là một khe núi bình thường, chẳng qua rất dài và sâu mà thôi. Thỉnh thoảng trên đường đi, nếu có xuất hiện oán linh bay ngang qua thì đều bị kiếm khí của Bạch Phương Hưng kiếm khí tiêu diệt. Càng đi sâu xuống dưới, âm khí càng nặng, nhưng lạ là oán linh lại ít hơn, cuối cùng hoàn toàn không còn thấy xuất hiện nữa. Ngay cả Lý Dục Thần cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chuyện này thực sự trái với lẽ thường. Họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì không gian chợt mở rộng ra, trước mặt xuất hiện một vòm hang rộng và mạch nước ngầm. Được quả cầu lửa soi sáng, vách đá vôi trong hang trở nên lấp lánh lạ kỳ kết hợp với tiếng nước chảy róc rách êm tai. Khiến người ta ngỡ như lạc bước vào tiên cảnh. Khuyết điểm duy nhất chính là nơi này quá lạnh, ông chủ hầu lạnh run cầm cập, gần như không thể đi lại nổi nữa. Lý Dục Thần đưa cho ông ta một viên thuốc, bảo ông ta ăn nó. Ngay cả Thiết Tiêu Vô Địch Tiêu Sinh còn bị trọng thương. Ông ta tin rằng nếu huyền môn không ra tay mà chỉ dựa vào người trong võ đạo thì không thể bắt được Đạm Đài Ngọc. Còn ở trong mắt ông ta, Lý Dục Thần chỉ là một thiên tài võ đạo trẻ tuổi có y thuật hơi lợi hại một chút mà thôi. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, không biết đã đi được sâu bao nhiêu, xa bao nhiêu, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cánh cửa đá vuông vắn,
chắc chắn là do con người tạo ra. Mạch nước ngầm chảy tới chỗ cửa đá thì tách ra làm hai dòng, chảy về hai phía. Ông chủ hầu cả kinh, nói cổ rồng chiên nước. Quả nhiên đây đúng là long mạch rồi, chỉ có điều không biết đây là nơi yên nghỉ của vị vương hầu nào. Cửa đá không đóng, bốn người đi thẳng vào trong. Nhưng vừa đi vào đây thì quả cầu lửa trên đầu Bạch Phương Hưng bỗng tắt ngúm, bất kể ông ta làm phép thế nào cũng không thể thắp sáng lại được. Bốn bề lập tức chìm vào trong bóng tối. Không ổn rồi, âm khí ở đây quá nặng, tôi không sử dụng được cửu dương chân hỏa, Bạch Phương Hưng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ông chủ hầu thấy bốn bề tối om, sợ run cả chân. Nơi này không rõ là đã sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất, vừa rồi bốn người đi cùng nhau, lại có ngọn lửa chiếu sáng nên ông ta không sợ. Còn lúc này, ánh sáng đã tắt, đứng giữa bốn bề tối om, ông ta chợt cảm thấy không còn chỗ dựa, không khỏi hoảng hốt. Trong lòng Tiêu Minh Hạc cũng hơi căng thẳng, tuy khả năng quan sát trong bóng tối của võ giả tốt hơn người bình thường, nhất là ở cấp bậc tông sư như ông ta thì càng không sợ bóng tối, đi lại vào ban đêm cũng chẳng khác gì ban ngày. Thế nhưng đó là vì trong đêm tối vẫn còn ánh sáng. Còn cái chỗ quỷ này lại thực sự tối thui, không hề có chút ánh sáng nào. Không sao đâu, xem tôi đây, trong bóng tối vang lên tiếng của Bạch Phương Hưng. Rất nhanh. Một chút ánh sáng mờ mờ lóe lên, hóa ra là thanh kiếm gỗ đào trong tay Bạch Phương Hưng tỏa ra thứ ánh sáng màu tím đỏ. Ánh sáng của kiếm rất thần kỳ nhưng hiệu quả chiếu sáng thì thua xa quả cầu lửa vừa rồi. Có điều, dù yếu thì có ánh sáng vẫn khiến người ta thấy an toàn hơn nhiều. Ông chủ hầu vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện ra điều bất thường, ông ta nhìn quanh một vòng rồi kinh hãi hỏi, cậu Lý đâu rồi? Gì cơ? Bạch Phương Hưng quay đầu lại mới phát hiện ra không thấy Lý Dục Thần đâu. Ngay phía trước là một cái cửa đá, cửa không khóa, nhưng có rất nhiều bình gốm sứ lớn ngăn ở cổng. Lý Dục Thần đứng trước cái bình, đối mặt với vách tường. Ông chủ hầu buôn bán đồ cổ, nhìn thấy những cái bình sứ này liền sinh ra hứng thú theo bản năng. Ông ta đi đến bên cạnh một cái bình, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, nhưng kiếm quang lại quá yếu ớt. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu tới. Ông chủ hầu quay đầu nhìn lại, là Tiêu Minh Hạc mở đèn pin điện thoại ra. Lúc này ông ta mới nhớ tới mình cũng mang theo điện thoại, vừa rồi bị bóng tối dọa đến mức suýt nữa thì hồn phi phách tán, không khỏi âm thầm cảm thấy xấu hổ. Ông chủ hầu cũng lấy điện thoại ra, mở đèn pin chiếu vào bình sứ để nghiên cứu. Cái bình không này phải đồ hiện đại, mặc dù nhìn không thấy dấu ấn gì cả, nhưng nhìn từ hình dạng, cấu tạo và màu men thì ít nhất cũng là trước đời Minh. Ông chủ hầu liên tục nhìn mấy cái, càng xem càng kinh ngạc. Nếu mang đống bình này ra ngoài bán, một cái nói ít cũng phải 300 đến 500 ngàn, nếu như nâng giá lên còn có thể bán được 2 triệu. Mẹ nó chứ, ông đây làm mấy chục năm ở nhà họ Phan cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều như vậy. Ông chủ hầu kích động đến mức chửi bậy luôn. Cũng không biết trong bình đựng cái gì, không lẽ đều là vàng bạc tài bảo. Mấy chục năm trước, công trường ở thôn Hà Gia Tây Kinh từng đào được 3 cái bình đời đại đường, bên trong đều là đồ vàng bạc. Tiêu Minh Hạc chỉ vào giấy dán trên miệng bình nói, hình như là đựng rượu. Ông chủ hầu nói, nếu như là rượu, vậy cũng đáng tiền, rượu ngàn năm trước đói. Tiêu Minh Hạc nói, mở một cái ra xem chẳng phải sẽ biết sao. Ông chủ hầu cũng ngứa tay, thấy trong này có rất nhiều bình, mở một cái ra chắc cũng không ảnh hưởng gì. Cùng lắm là cẩn thận một chút, ông ta đang chuẩn bị đi xé. Giấy dán trên bình ra. Tay của ông ta vừa chạm đến giấy dán, chợt nghe Lý Dục Thần nói, đừng động vào, những cái bình này không sạch sẽ. Mặc dù tu vi của Bạch Phương Hưng không cao, nhưng cũng có thần thức, chỉ là thần thức yếu ớt, không đủ để nhìn xuyên qua cái bình sứ lớn như thế. Ông ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thứ bên trong bình sứ vặn vẹo dữ tợn, lại không có cách. Nào kết luận đó là cái gì? Cho nên ông ta mới có thể đặt câu hỏi, bởi vì ông ta cảm thấy, ngay cả ông ta đều thấy không rõ, Lý Dục Thần sao có thể biết được. Mặc dù nhà họ Y cũng tu thần thông, nhìn, nghe, hỏi, sờ, trong đó thuật nhìn cũng hơi giống với thần thức của huyền môn. Chẳng lẽ vọng thuật của tên nhóc này đã đến cảnh giới có thể nhìn xuyên qua vật rồi sao? Lý Dục Thần nói ra, mọi người qua đây xem bức tường này đi. Ba người cảm thấy hơi khó hiểu, liền tiến lên nhìn về phía vách tường. Trên vách tường có rất nhiều vết tích hỗn loạn, rất giống như là bích họa. Đáng tiếc là ánh sáng quá yếu,
không thấy rõ lắm. Bạch Phương Hưng giơ bảo kiếm lên, trong miệng niệm một câu gì đó, ngay lập tức, ánh sáng của bảo kiếm đã tăng lên nhiều, cả phòng sáng trưng lên. Bức tranh trên tường cũng lập tức trở nên rực rỡ sinh động. Đây là một vài hình tượng ăn khớp, tựa như tranh liên hoàn, mặc dù có vẻ đã tồn tại từ rất lâu, có chút mờ nhạt, nhưng vẫn có thể thấy đại khái nội dung. Trong bức bích họa xuất hiện rất nhiều cái bình gốm giống trong phòng như đúc, tiếp theo là một người bị mấy người đàn ông vạm vỡ bẻ gãy tay chân và xương cốt, nhét vào trong bình, sau đó là đổ một thứ chất lỏng không biết là nước hay là cái gì vào, cuối cùng là đậy chặt miệng bình. Sau đó là một người trông giống pháp sư đang làm pháp sự với những cái bình đó. Rốt cuộc đây là cái gì? Tiêu Minh Hạc nhìn vậy thì nhíu mày, tế sống trong mộ của đế vương cổ đại cũng không tàn nhãn như vậy đi. Ông chủ hầu nói, đây đúng là phát hiện lớn, tôi vào Nam ra Bắc, đi qua vô số ngôi mộ rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy cái này. Bạch Phương Hưng nhìn Lý Dục Thần một chút, trong lòng tự nhủ hóa ra là nhìn bích họa mới biết được, suýt nữa đã có rằng anh có thể nhìn xuyên qua vật rồi. Ông ta nói, đi thôi, đi tìm đạm đài ngọc quan trọng hơn. Bạch Phương Hưng nói, mấy căn phòng đá này được sắp xếp theo thứ tự ngũ hành tương sinh, điều này cũng có thể nhìn thấy được trên pháp bào của pháp sư trong bích họa, màu pháp bào của pháp sư căn phòng phía ngoài cùng là màu đỏ, đại diện cho hỏa, sau đó là màu vàng, đại diện cho thổ, tiếp theo là màu trắng, đại diện cho kim, căn phòng thứ tư là màu đen, đại diện cho thủy. Theo lý thuyết, thủy sinh mộc, căn phòng thứ năm hẳn là pháp sư mặc đồ màu xanh mộc, nhưng tại sao ở đây vẫn là màu đen? Hơn nữa hình ảnh cũng thay đổi. Cảnh tượng trên bức bích họa trong căn phòng đá này đã trở nên kinh khủng hơn những cái lúc trước, đơn giản chính là cảnh tượng ở 18 tầng địa ngục, rút gân lột ra hỏa thiêu tưới dầu, bức sau còn kinh khủng hơn bức trước. Ông chủ hầu đột nhiên nói, tôi biết lai lịch của những cái bình đó rồi. Lai lịch ra sao? Tiêu Minh Hạc và Bạch Phương Hưng đồng thời hỏi. Ngay cả Lý Dục Thần cũng cảm thấy tò mò. Ông chủ hầu nói, tôi buôn bán đồ cổ mấy chục năm. Bản lĩnh không bằng mọi người, nhưng kiến thức lại chưa chắc đã không bằng. Nghe đồn trong dân gian có một loại phương pháp nuôi quỷ sát, rất giống cảnh tượng ở nơi này. Chính là nhét người sống vào trong bình, dùng một loại dầu đặc biệt để ngâm, người chết ở bên trong, thi thể sẽ không hư thối, oán niệm trước khi chết cũng sẽ bị nhốt ở bên trong, thời gian cất giữ càng lâu, sát khí lại càng nặng, giống như rượu để vào hầm vậy. Sau khi nuôi dưỡng thành công thì lấy thi thể ra, dùng thi đầu nướng. Thẳng đến khi toàn bộ mỡ của thi thể hóa thành thi đầu mới thì để trong bình thi đầu hoặc là trong quan tài bằng chất liệu đặc biệt. Người nuôi quỷ có thể lấy nó để khống chế oán linh, cũng chính là quỷ sát. Nghe nói đến nay ở vùng Nam Dương vẫn còn có người đang dùng loại phương pháp này. Lúc này, bọn họ đã đi tới cửa căn phòng đá thứ 6. Bạch Phương Hưng đột nhiên dừng lại, nói, cẩn thận, phía trước có quỷ. Ông chủ hầu giật mình, sợ hãi nhìn lại. Phía trước là bóng tối vô tận, ông ta không nhìn thấy cái gì cả. Nhưng càng không nhìn thấy, ông ta lại càng thấy sợ hãi, theo bản năng lui lại một bước, muốn trốn ở sau lưng ba người. Chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng răng rắc, một cái bình sứ vỡ vụn, ông chủ hầu sợ đến mức suýt thì nhảy dựng lên. Ông ta dường như trông thấy dòng nước màu đen chảy đầy đất, một thi thể vặn vẹo leo ra khỏi bình sứ. Ba người khác cũng nghe thấy tiếng này. Ngoại trừ Lý Dục Thần ra, Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc đều vô cùng khẩn trương. Lại thêm một tiếng vỡ vụn khác vang lên, truyền đến từ phía sau. Tiếp theo là những tiếng choang 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 không ngừng, liên tục có bình sứ vỡ vụn. Kèm theo đó là tiếng nước chảy và tiếng thứ gì đó nhúc nhích ở trong nước. Trái tim ông chủ hầu đã nhảy tới cổ rồi. Bọn họ đã đi qua 5 căn phòng đá, tổng cộng có mấy trăm cái bình, toàn bộ đều vỡ vụn. Cũng có nghĩa là có mấy trăm thi sát leo ra. Trong khoảnh khắc đó, ông ta cực kỳ hối hận, chửi mình trong lòng. Mẹ nó mày lên cơn điên gì mà cứ nhất quyết phải đi theo đến Long Môn Thiên Quan ma đầu gì đó. Người ta không phải tông sư chính là pháp sư, mẹ nó mày thì biết cái gì. Thi quỷ ở nơi này sẽ mời mày đến giám bảo hay là nghe mày khoác lác. Đã đi theo rồi thì thôi, còn thể hiện cái gì, dẫn người ta đến thiên Phật câu làm gì. Lần này thì hay rồi, cũng góp cả cái mạng nhỏ của mình vào luôn. Trong lòng ông chủ hầu vô cùng sợ hãi, cảm thấy cái chết đã tới gần. Ông ta cảm thấy, cho dù như thế nào thì trước khi chết cũng phải thấy rõ những thứ đó trông ra sao, cũng nên biết mình bị thứ gì giết chết, nếu không đến Diêm Vương Điện,
phán quan hỏi ông ta chết như thế nào, ông ta biết trả lời làm sao. Cũng không thể nói tôi không biết đi. Thế là, ông chủ hầu liền lấy điện thoại ra, mở đèn pin chiếu ra sau lưng. À, ông chủ hầu không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy trên mặt đất trước đó không xa có mấy thứ giống người mà không phải người, giống sâu mà không phải sâu đang nằm sấp, đang nhúc nhích trên mặt đất, để lại một quỹ tích hớt nhẹp sau lưng. Mà xa hơn còn có rất nhiều thi quỷ đang bò tới. Bàn tay cầm điện thoại của ông chủ hầu không ngừng run rẩy. Đây là thời khắc kinh khủng nhất mà ông ta từng trải qua trong cuộc đời, còn khủng bố hơn bất cứ cơn ác mộng nào trước kia. Bạch Phương Hưng hô lớn, Tiêu Tông Sư, để tôi giải quyết U Linh trước mặt, ông phụ trách thi quỷ phía xô. Tiêu Minh Hạc nói, được. Tiêu Minh Hạc đưa tay kéo ông chủ hầu ra phía sau mình, vung tay thành đao, chân khí thành lưỡi đao, bổ ra một trường, vèo một tiếng, đao khí cắt mấy con thi quỷ cách đó vài mét thành hai nửa. Nhưng ông chủ hầu nhìn thấy rất rõ ràng, vật kia tuy đã bị chia làm hai nửa, nhưng lại không hề chết mà vẫn còn đang ngọ nguậy trên mặt đất. Tiêu Minh Hạc lại đánh ra một trường nữa, trường lực hùng hậu giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, đánh bay thi trùng đã bị chém thành hai khúc ra ngoài. Rầm rầm hai tiếng, thi trùng đập vào tường. Nếu là người sống, bị trúng một trường như thế sẽ bị đập thành thịt nát tại chỗ, nhưng thi trùng lại không nát, trượt xuống dọc theo vách tường, lại nhúc nhích trên mặt đất. Bạch Phương Hưng cũng không dám chủ quan, chỉ có thể vung kiếm ngăn cản. Ông ta nhìn về phía Lý Dục Thần bên cạnh, chỉ thấy Lý Dục Thần đứng ở nơi đó như cọc gỗ, không hề nhúc nhích, không khỏi giận dữ nói. Cậu Lý, không phải cậu cũng là tông sư sao, mau đi trợ giúp Tiêu tông sư đi. Lý Dục Thần vẫn bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào trong bóng tối phía xa, giống như đang chờ đợi cái gì. Bạch Phương Hưng càng nhìn càng tức giận, nếu không phải đang bận đánh U Linh, ông ta hận không thể đi lên cho anh mấy cái bạt tai. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên nhóc này đúng là vô dụng, Tiêu lão tông sư đã bị cậu ta lừa rồi. Cũng không biết lúc trước cậu ta dùng mánh khóe gì mà ngay cả Kim sư huynh cũng bị cậu ta lừa, còn coi cậu ta là khách quý. Tiêu tông sư, đừng dùng hết sức lực, không thể ở lại đây lâu được, chúng ta hợp sức mở đường thoát, sau khi đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Tiêu Minh Hạc cũng cảm thấy đến bây giờ Lý Dục Thần còn chưa ra tay, thực sự là có chút quá đáng. Mặc dù ông ta không cảm thấy Lý Dục Thần là kẻ vô dụng giống Bạch Phương Hưng, dù sao bố ông ta Tiêu Sinh Tôn sùng Lý Dục Thần như thế, hơn nữa tin tức do Võ Lâm Phương Nam truyền đến hẳn là không thể sai sót được, ít nhất cậu Lý này cũng phải là cảnh giới tông sư. Cũng không đến mức bị đám quỷ vật trước mắt dọa sợ choáng váng chứ. Hai, đúng là còn quá trẻ. Trong lòng Tiêu Minh Hạc vô cùng bất mãn, liền tăng thêm sức lực lên tay, đáp lại, được, chúng ta lao dai. Đúng lúc này, trong bóng tối liên tục truyền đến những tiếng bình sứ vỡ vụn choang 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 choang. Chắc hẳn tất cả thi bình trong mấy căn phòng đá này đều vỡ cả rồi. Chợt nghe thấy một tiếng cười khăng khặc quái dị, ha 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 ha, thiên đường có đường mấy người không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Bây giờ muốn chạy, đã không kịp nữa rồi. Bách quỷ dạ hành, mấy người không trốn thoát đâu. Ha ha ha, ha ha ha. Giọng nói này vô cùng dữ tợn, lơ lửng không cố định, không biết truyền đến từ nơi nào. Ông chủ hầu nghe vậy thì ngứa ngáy, trên người nổi lên từng lớp da gà. Trong lòng Bạch Phương Hưng và Tiêu Minh Hạc cũng vô cùng khủng hoảng. Lời người này nói rất có thể là thật, mấy trăm thi quỷ, oán linh đếm không hết, dưới lòng đất âm khí nồng đậm này, pháp lực và công phu đều sẽ suy giảm. Chỉ bằng hai người bọn họ sẽ rất khó lao ra. Đúng lúc này, một tia chớp bỗng nhiên sáng lên, chiếu căn phòng đá dưới đất này giống như ban ngày. Mà điều khiến ba người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, vậy mà tia chớp này lại ở trong tay Lý Dục Thần. Từng tia chớp như cành cây phân ra rất nhiều nhánh cây, xì xì xèo xèo, quấn lấy oán linh lơ lửng trên không trung và thi quỷ nhúc nhích trên mặt đất. Mà trụ của tia chớp lại vươn thẳng vào trong bóng tối phía trước. Đập vỡ vách đá dày đặc ầm vang. Sau đó chiếu sáng một khuôn mặt trắng bệch phía sau vách đá. Đậu má nó chứ. Bóng dáng người kia lóe lên, đã mất đi tung tích, chỉ để lại một chửi mơ hồ không. Cùng lúc đó, bóng người Lý Dục Thần cũng lóe lên, đuổi theo. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong giây phút tia chớp lóe lên. Tia chớp dập tắt, chỉ để lại một mảnh tàn quang xám trắng, còn có tàn ảnh của tia chớp và Lý Dục Thần bay qua. Bên tai còn vang vọng tiếng mắng của người kia.
Tiếp theo chính là bóng tối vô tận. Bởi vì bị ánh sáng chói lóa của tia chớp kích thích, tâm nhìn của ba người không có cách nào khôi phục ngay được, cho dù thanh kiếm trong tay Bạch Phương Hưng vẫn có chút phát sáng, trong tay ông chủ hầu còn cầm điện thoại, trước mắt của bọn họ vẫn là bóng tối vô tận. Nhưng giờ phút này, trong lòng của bọn họ lại chấn động không gì sánh nổi. Trong đầu không xóa đi được hình ảnh Lý Dục Thần cầm tia chớp trong tay. Cho đến lúc này, Tiêu Minh Hạc mới biết được vì sao người bố đã đến đỉnh cao võ đạo của mình lại tôn kính cậu Lý như thế. Mà Bạch Phương Hưng còn phải chịu rung động mạnh mẽ hơn Tiêu Minh Hạc gấp trăm lần. Từ nhỏ ông ta đã học tập trường Xuân Đạo Pháp, đương nhiên biết một tia chớp vừa rồi có ý nghĩa như thế nào. Trước kia ông ta đi theo sư huynh Vương Sùng Tiên, cũng đã được chứng kiến lôi pháp, ví dụ như ngũ lôi chính pháp của Thiên Sư Đạo, thần tiêu thiên lôi của phái thần tiêu, bao gồm cả trường Xuân Đạo Pháp của Bạch Vân Quán cũng có nhất kiếm Xuân Lôi. Nhưng ông ta chưa bao giờ được nhìn thấy lôi pháp cường đại như thế. Không hề dùng nghi thức, không niệm chú ngữ, không dùng ấn phù, cứ tiện tay nắm lấy một cái như thế đã khiến sấm sét nổi giận rồi. Như vậy đâu phải là pháp thuật nhân gian, đây rõ ràng thủ đoạn của tiên gia. Lúc này, ông chủ hầu không biết đạo thuật cũng không biết võ công thì thào phát ra câu nghi vấn. Thần tiên. Chỉ là trong hang đá này không có tượng Phật Đà, mà có rất nhiều quan tài dựng thẳng đứng. Giữa đại điện có một cái bàn hình tròn. Trên bàn cũng đặt một cái quan tài. Chỉ là cái quan tài này lớn hơn những quan tài bình thường không ít. Ở xung quanh bệ đá có tổng cộng 5 lá cờ, tung bay theo không khí lưu động khi Đạm Đài Ngọc tiến đến. Nếu có người có thể mở linh thức, sẽ có thể trông thấy trên 5 lá cờ này hội tụ vô số vong linh. Đạm Đài Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, thấy sau lưng không có động tĩnh gì mới thở dài một hơi, dựa vào một cây cột ngồi xuống. Vì để thoát khỏi sự truy đuổi của tên cầm tia chớp kia mà ông ta đã chạy gần hết sức lực. Đây là lần chạy trốn nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay của ông ta, cũng là lần chật vật nhất. Mẹ nói Đạm Đài Ngọc hung dữ mắng một tiếng, nhớ tới tia sét vừa rồi, trong lòng ông ta vẫn còn thấy sợ hãi. Đạm Đài Ngọc không rõ vì sao ở dưới mặt đất sâu như vậy, ở một nơi âm khí nồng đậm như thế mà vẫn còn có thể sử dụng pháp thuật lôi điện. Nói một cách khác, muốn sử dụng pháp thuật lôi điện cần ở trong một nơi có rất nhiều phân tử điện. Xét là năng lực thiên nhiên, chỉ là người thi pháp mượn nhờ pháp thuật để phát động, đồng thời dẫn dắt đường đi cho nó. Trừ khi là người thi pháp trực tiếp phóng thích ra năng lượng, nhưng bình thường sẽ không làm như thế, bởi vì điều đó sẽ khiến người thi pháp tiêu hao pháp lực cực nhanh. Hơn nữa uy lực của tia xét kia khá lớn, nếu như là bản thân người thi pháp phóng thích pháp lực, Đạm Đài Ngọc không dám tưởng tượng rốt cuộc pháp lực của người kia cao bao nhiêu. Còn có một loại khả năng khác, chính là trên người người kia có pháp bảo hệ lôi, ví dụ như lôi thần chùy trong truyền thuyết. Đương nhiên, không thể nào là lôi thần chùy được, vì nó là chí bảo thời viễn cổ. Bản quyền ó lẽ là ngũ lôi phù ấn, thần tiêu tử điện tiên gì đó. Thiên sư phủ và phái thần tiêu đều truyền thừa những bảo vật này. Nghe cái bóng nói người đó đã vào tiên thiên, sư môn truyền thừa loại pháp bảo quan trọng đó cho anh cũng không kỳ quái. Đạm Đài Ngọc đã nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Cậu có pháp bảo, tôi cũng có pháp bảo. Chờ ngũ phương linh phiên của tôi hút hết âm hồn trăm quỷ, phá pháp trận nơi này, lấy được bảo vật trong quan tài, rốt cuộc sẽ không phải sợ cái gì nữa. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Ngọc lại không khỏi oán trách, tổ sư gia cũng quá keo kiệt. Mang cả bảo vật đó vào trong quan tài, nếu để truyền thừa thì làm sao Hắc Thủy Đường có thể rơi vào tình trạng thê thảm như bây giờ được. Mang vào trong quan tài thì thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn giấu kỹ như thế, ngay cả người trong nhà cũng không biết giấu ở chỗ nào. Nếu không phải 40 năm trước Thái Hành Long Mạch xảy ra động đất, pháp trận Thiên Phật Câu bị phá hủy, địa huyệt lộ ra, ai có thể tìm ra nơi quỷ quái này chứ? Đã bí ẩn thì thôi đi. Bên trong còn bố trí trận pháp phức tạp cường đại như vậy, đến mức Đạm Đài Ngọc tốn gần 20 năm mới làm ra 5 lá cờ này, dùng để phá giải tử mẫu quỷ sát trận. Chỉ cần hút âm linh sát khí ở nơi này là sẽ có thể mở quan tài ra, lấy được bảo vật. Oán trách thì oán trách, nhưng Đạm Đài Ngọc cũng không dám bất kính với tổ sư gia. Mỗi một lần vào đây, ông ta đều phải cung cung kính kính dập đầu với quan tài. Người nằm trong đó chính là một trong ngũ phương thiên sử của ma giáo tung hoành thiên hạ 500 năm trước, đường chủ Hắc Thủy Đường. So sánh ra thì đường chủ Hắc Thủy Đường như ông ta chẳng đáng là gì.
Nhưng mà Đạm Đài Ngọc tin tưởng, không lâu sau, ông ta cũng có thể hô mưa gọi gió, tung hoành thiên hạ giống tiền bối trong quan tài. Từ khi Thái Hành Long Mạch bắt đầu chấn động 40 năm trước, đã có dấu hiệu chứng minh thiên ma sắp giáng lâm xuống thế gian. Cũng bắt đầu từ khi đó, thế lực của ma giáo còn sót lại ở nhân gian bắt đầu ngoe dục dịch. Chỉ cần lấy được Hắc Thủy Lệnh Kỳ, chờ thiên ma trở lại nhân gian, Đạm Đài Ngọc sẽ là một trong ngũ phương ma chủ. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Ngọc lập tức bật cười ha ha. Khủng hoảng và mỏi mệt vừa rồi đã bị quét sạch sành sanh. Ông ta đứng lên, đi đến trước bục đá ở chính giữa, cung cung kính kính quỳ xuống với cái quan tài kia. Sư tổ đừng trách, đợi tôi lấy được bảo vật, trở thành một phương ma chủ, nhất định sẽ tái tạo kim thân cho ông. Sau đó dập đầu ba cái rầm rầm rầm. Lúc này, ông ta chợt nghe thấy trên bệ đá có người nói chuyện, chuyện tái tạo kim thân thì thôi đi, vẫn nên ngẫm lại chính ông thì hơn. Đạm Đài Ngọc giật nảy mình, còn tưởng rằng tổ sư ra sống lại. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi trên bệ đá. Cậu! Đạm Đài Ngọc mới nhớ tới, vừa rồi trong nháy mắt tia chớp sáng lên, ông ta đã nhìn thấy gương mặt này. Cậu, vào đây bằng cách nào? Đương nhiên là đi theo ông vào rồi. Không có khả năng, rõ ràng tôi đã cắt đuôi được cậu. Cắt đuôi được tôi, nếu không phải tôi muốn xem ông đang làm gì. Ngoài ra còn có chuyện muốn hỏi ông làm gì có cơ hội trốn chứ? Người trẻ tuổi đối diện hời hợt nói. Nhưng lọt vào trong tai Đạm Đài Ngọc, từng chữ đều nổ tung như sấm sét. Cậu chính là Lý Dục Thần, ông ta hỏi. Đạm Đài Ngọc nghe thấy bốn chữ hồn phi phách tán, chẳng biết tại sao trên người đột nhiên cảm thấy mát lạnh. Rõ ràng ông ta tu hành âm ma công truyền thừa của Hắc Thủy Đường, căn bản không sợ lạnh. Ông ta nhìn thoáng qua năm lá cờ kia. Âm linh phía trên đã tụ tập gần đủ rồi, chỉ cần một lát nữa là xong, tụ linh trận sẽ hoàn thành. Đây là tâm huyết 20 năm của ông ta, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc được. Ha 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 ha, Đạm Đài Ngọc cười ha ha. Hồn phi phách tán, ăn nói hùng hồn thật đấy. Tôi biết cậu đã bước vào tiên thiên, tôi cũng biết trên người hồn phi phách tán có bảo vật sấm sét, nhưng ở trong ngũ phương linh phiên trận của tôi. Cậu muốn dễ dàng thẳng tôi, tuyệt đối không dễ dàng như vậy đâu. Mặt khác, tôi nói cho cậu biết, nơi này là tổ địa của ngũ phương ma đường, là nơi Hắc Thủy ma thần an nghỉ, được trăm quỷ bảo hộ, ngàn Phật né tránh. Sử dụng loại pháp thuật như thiên cương chính dương sẽ có uy lực không bằng 1/10 trên mặt đất, chỉ có loại pháp thuật cửu âm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất thôi. Bây giờ tôi sẽ cho cậu nếm thử sự lợi hại của Hắc Thủy âm ma công khi được trăm quỷ gia tăng. Chịu chết đi. Đạm Đài Ngọc nói rồi khoanh hai tay lại, tạo thành một thủ quyết kỳ quái, trong miệng thì thảo niệm chú ngữ. Một cơn gió đột nhiên xuất hiện, gào thét như quỷ khóc. Lý Dục Thần lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Đạm Đài Ngọc còn chưa niệm xong chú ngữ, chỉ cảm thấy một cơn gió còn cường đại hơn thổi tới, quy xà loạn vũ trong gió, lập tức cuốn bay cơ thể ông ta lên, đè mạnh vào trên cột đá. Đạm Đài Ngọc phun ra một ngụm máu. Chậm rãi trượt xuống dọc theo cột đá, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Dục Thần. Cậu, ai nói tôi chỉ biết dùng pháp thuật thiên cương chính dương, Lý Dục Thần lắc đầu nói, đứng đầu cửu âm là huyền vũ thần công. Thế nào, so với ma công của Hắc Thủy Đường các ông thì như thế nào? Huyền vũ thần công, cậu, rốt cuộc cậu là ai? Đạm Đài Ngọc dựa vào cây cột, trong mắt tràn đầy chấn động. Ông nên trả lời câu hỏi của tôi, chứ không phải đặt câu hỏi. Lý Dục Thần lạnh lùng nói. Đạm Đài Ngọc nhìn thoáng qua bệ đá, âm linh vẫn còn đang hội tụ trên ngũ phương linh phiên, âm khí mơ hồ liên kết thành hình dáng sao năm cánh, quan tài trên bệ đá đang ở chính giữa sao năm cánh. Cậu muốn biết cái gì? Vừa rồi tôi đã hỏi ba câu, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Chuyện về nhà họ Lý, Đạm Đài Ngọc thở dài một hơi, hơn 20 năm trước, tôi vẫn còn ở Bạch Sơn Hắc Thủy tu luyện, đột nhiên nhận được thiên ma lệnh. Bảo tôi rời núi, dẫn các đệ tử của Hắc Thủy Đường đến thủ đô, nghĩ cách cứu viện thánh nữ. Lúc tôi đến thủ đô, sau khi tập trung với bốn đường chủ khác liền đi thẳng đến nhà họ Lý. Khi đó, nhà họ Lý đã bị đám người chính đạo bao vây, Hắc Thủy Đường của tôi gần như bị diệt hết, cuối cùng cũng không thể cứu được thánh nữ. Trên mặt Đạm Đài Ngọc lộ ra một vẻ xấu hổ, nếu không phải Lý Dục Thần đã biết ông Hữu Toàn đã sớm liệt ngũ sử của Ma Môn làm đối tượng báo thù, suýt nữa anh đã tin. Ông cho rằng tôi sẽ tin ông sao? Hừ,
cậu muốn tin hay không thì tùy, Đạm Đài Ngọc bực tức nói, mặc dù Đạm Đài Ngọc tôi không phải người tốt lành gì, nhưng chưa bao giờ lừa ai cả. Tôi thà làm ên cuồng sát nhân còn hơn là làm ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng. Lý Dục Thần nhíu mày, vậy ông có giết người của nhà họ Lý không? Có, Đạm Đài Ngọc lớn tiếng nói, tôi hận không thể giết thêm mấy người nữa. Ánh mắt Lý Dục Thần vô cùng lạnh lẽo, có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn gì, tôi đi cứu thánh nữ chứ không phải đi cứu nhà họ Lý. Đám người khốn kiếp nhà họ Lý kia, không biết đã biết được thân phận của bà ấy từ nơi nào, còn cứ nhất định phải xử lý băng gia pháp, chẳng những muốn đánh chết đứa bé trong bụng bà ấy, còn muốn dìm bà ấy xuống Hoàng Hà. Nếu không phải như thế, chúng tôi cần gì phải mạo hiểm đến thủ đô để cứu người. Về sau tôi mới nghĩ rõ ràng, Đạm Đài Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, điều này căn bản là một âm mưu. Là âm mưu của nhà họ Lý. Ma giáo đã yên lặng mấy trăm năm, những người được gọi là danh môn chính đạo lại suốt ngày nhớ thương chúng tôi, tìm kiếm tung tích của chúng tôi khắp nơi, trên danh nghĩa là trừ ma vệ đạo, trên thực tế chính là muốn dẫm lên thi thể của chúng tôi để nêu cao tên tuổi. Bọn họ biết ma giáo sẽ không bỏ rơi thánh nữ, nhất là thánh nữ đang mang thai, bởi vì đó có thể là huyết mạch thiên ma. Cho nên đã tuyên bố muốn diệt trừ ma thai, giết ma nữ, đến khi ngũ đường ma môn chúng tôi tập trung ở thủ đô, bọn họ lại sớm lập ra mai phục trùng điệp, tiêu diệt hết chúng tôi. Lão già Lý Thiên Sách, cho dù ông ta đã tính toán kỹ lưỡng như thế nào thì nhất định cũng sẽ không nghĩ tới, ngũ sử ma môn chúng tôi không chết một ai cả, nhà họ Lý lại bởi vậy mà bị diệt môn. Ha 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 ha, nói hưu nói vượn. Lý Dục Thần giận dữ, khoát tay, Đạm Đài Ngọc liền bay ra ngoài, va vào một cái cột khác. Ông còn nói bậy, tôi sẽ giết ông. Giết, giết đi, sợ chết thì làm sao có thể thành ma được. Ha 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 ha, Đạm Đài Ngọc cười như điên. Lý Dục Thần khẽ vươn tay, một lực hút cường đại kéo Đạm Đài Ngọc tới, anh nhấn một tay lên vai ông ta, năm ngón tay phát lực, ầm ầm một tiếng, xương bả vai của Đạm Đài Ngọc lập tức vỡ nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.